Rồi, chúng ta lại quay trở lại tiếp nhá. Thì trong video trước của chúng ta là mình đã chỉ cho mọi người cái cái cách hoạt động của cái thằng Oxytata rồi, đúng không nhỉ? Đấy, thì mọi người nhớ là phân biệt nhá. Lần đầu, lần thứ hai đấy, đừng nhảy phân biệt giữa server và client Được nhá. Thì uh, nó còn một cái, uh, nó có một cái nữa, nó còn một cái param nữa, nó có tên là Ờ, uh, Thế nhưng mà ở video trước thì mình chưa kịp nói. Thế nên là video này thì mình sẽ uh, nói luôn nhá thì với thằng con stack đấy thì mình sẽ lấy thì mình sẽ để cho mọi người tìm hiểu thông qua cái ví dụ như này. Ừ, đầu tiên là mình sẽ tùy chỉnh lại một chút ở trong cái phần đấy là khi mà click vào đây nhá thì nó sẽ nhảy sang đấy là với cái deck một đúng nhỉ? Đấy, rồi thế thì ok. Bây giờ mình sẽ đổ cái dữ liệu bằng Asinata vào cái dữ liệu của cái deck thứ nhất này trước đã, đúng nhỉ? Rồi, thế thì đi mình sẽ quay trở lại cái thằng Visual Code này với cái thằng với cái dữ liệu đơn của một thằng deck thì đây thì hiện tại là mình chưa có gì đúng không mình có data cứng của thằng ấy này Đấy. validate này component ok thế thì mình sẽ bổ sung thêm là assign data vào nữa được chưa assign data đây mình sẽ bổ sung thêm là assign data vào Đấy. Thì cũng tương tự thôi Ở đây nó bảo gì đây Thằng này nên đứng trước data ok Thì đúng là nó phải đứng trước data Bởi vì bản chất thì nó chạy trước mà Hiểu nhá Nó sẽ chạy trước Ok Tương tự thôi Tương tự với cái video lần trước Mình chỉ thôi Assign data sẽ gồm hai Đây là con stack. Thì hai viết tắt đó là sách này Đấy nếu mọi người hay thấy thì con stake cái theo nữa chúng ta sẽ có thêm con nha nhỉ viết tắt là cb ấy. rồi và tiếp tục mình vẫn set tham ao mình vẫn set tham ao thực hiện một hàm sáu bao nhiêu giây nhỉ nhỉ thì ở đây của mình là một nghìn năm trăm mini giây sẽ là một năm giây nha nhỉ thì trong set tham ao sẽ thực hiện con thì con lỗi không có gì và mình sẽ set thêm cái giá trị Thì là giá trị dex đơn đúng không nhỉ Thì do nó là đơn Giá trị của một cái dex Ví dụ mình ấn vào dex nhất Thì nó sẽ trả giá trị của dex nhất đúng không nhỉ Đấy, Thì nó sẽ là như này đúng không Đấy. Rồi Thì bây giờ mình sẽ Mình sẽ thực hiện uh, Việc uh, cho dữ liệu vào đây Thì đơn giản thôi Mình sẽ quay trở lại về cái index này đúng không Mình sẽ copy cái dữ, dữ liệu vào Đúng không nhỉ uh, Đó là xem nào data đây đúng không mình copy lấy một cái dữ liệu của một thằng vào đấy. rồi quay trở lại với thằng này rồi mình paste nó vào đây nhờ cái lỗi này lại như video trước thôi đấy là nó thuộc cái Adlin nó không cho phép sử dụng setamount nữa nếu mọi người để ý thì ở trong cái cảnh báo video trước mà để ý là nó không muốn mình sử dụng cái theo cái liệu con bách này nữa mà bây giờ sẽ sử dụng nhỉ nhưng mà hiện tại thì chúng ta cứ làm này trước đã được nhỉ rồi chúng ta format lại đi ok như vậy format xong rồi đúng không nhỉ đấy, thì để mà chúng ta sử dụng cái con stack này này nó tốt một chút thì mình muốn là cái name này nó sẽ đi cùng với cái id nhưng mà cái id này, này nó sẽ lấy từ cái round. nếu mọi người để ý ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái round của chúng ta nó có một cái id thì mình sẽ lấy theo cái id đấy đúng không nhỉ đấy, thì mình đến lúc này mình đã sử dụng thằng con stack để lấy cái id đấy, thay 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 vì là mình lấy trực tiếp từ cái dữ liệu mình nhận được được nhỉ thì bây giờ để mà làm công việc đấy ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải còn fix ở trong cái decklist trước đã video trước thì cái chỗ phần phần true này của chúng ta này là chúng ta chưa có này bình thường là chúng ta sẽ phải truyền dữ liệu tĩnh à, dữ liệu động vào đây chứ đúng không hiện tại là đang là dữ liệu tĩnh mình sẽ truyền cái id vào thì cái id của nó sẽ là ở đây mình thiếu id đúng không à, thế thì mình sẽ phải lấy id đúng không nhỉ? đây sẽ thêm cái id vào đây nữa. thì id id thường sẽ là string và tất nhiên là require rồi. rồi thì ở đây có cái id thì ở chỗ phần index gọi vào chúng ta cũng cần phải truyền cái id vào cho nó đúng nhá. sau khi sẽ đến id id sẽ bằng với dex chấm cách dưới id nào nhỉ? Rồi, xem nào nó báo gì đây id nên đứng trước khi water uh, có thể là cái đi bình thường mình sẽ đặt key nó là gạch dưới id mình uh, mời để nhé nếu mà hay gặp những cái trường hợp này thì, thì có thể nó vào một cái prop đặc biệt của cái của cái view đúng nhỉ nên mọi người phải để ý nhá thì nếu mà mọi người chắc chắn là cái cách cốt của mình đúng rồi nhưng mà tại sao vẫn có lỗi thì mọi người có thể thay đổi lại cái trường này đúng nhỉ có thể là gạch dưới id như mình hay sử dụng chẳng hạn được chưa? bây giờ là tạm thời mình cứ truyền như thế đã, đúng không? rồi ta quay trở lại với thằng uh, Declit trước, thì Declit đã nhận được cái id rồi, đúng không nhỉ? thế nên là bây giờ để mà chúng ta lấy được cái id của cái dữ liệu chúng ta cần ấy, thì bắt buộc là chúng ta cần phải lấy được dữ liệu trước khi mà 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 đổ cái đấy vào dom, đúng không nhỉ? thế nên là chúng ta không thể mà mà lấy được ở trong hàm data hay là bất cứ đâu cả mà bắt buộc phải lấy trong hàm data. đấy. thế như mình đã nói đấy là để mà lấy được như thế ấy, thì cái hàm Data hỗ trợ chúng ta cái constack, đúng không nhỉ? Thì cái con stack là gì ấy, thì mọi người hoàn toàn ở đây mọi người có thể làm được nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ con slope. Con slope cái thằng con stack này chưa? Uh, để cái uh, lin đi cho nó đỡ bị Ok. thế giờ cái đoạn này đầu tiên là mình đổ dữ liệu lên đây trước đã, được chưa? Thì uh, đây đây lấy từ cái ID từ rau tĩnh này thì thôi nhá, bỏ qua nhá. Bây giờ tạm thời mình lấy ở đây trước đã, được chưa? Đấy. Đấy, bao nhiêu đấy thì tạm thời Bây giờ mình sẽ lấy dữ liệu tĩnh vào đây Thì chúng ta sẽ có dữ liệu là Dex.name đúng không Dex.name này đấy. Ok Tạm thời mỗi tên chữ đã Được chưa Rồi bây giờ mình quay trở lại đây Mình quay lại Dex đấy Nó sẽ báo gì kìa uh, ID là một string Value là một Ok Rồi thế vậy thì đấy thì Đấy là cái tác dụng của việc Mà chúng ta làm với cái cái cách chia comment như thế này thì cái dữ liệu chúng ta validate nó rất là cẩn thận đúng không nhỉ? Thì ở đây mình đang sử dụng dữ liệu fake nên mình sử dụng dữ liệu là number nhá. Đấy. Sau đấy mình sẽ quay trở lại đây, mình reload lại là nó ok thôi. Bởi nó đang báo là mình quy định nó là string nhưng mà cái ID mình truyền vào lại là một số thế nên nó báo lỗi. Rồi bây giờ mình test thử cho nó hoạt động cái async data ở trong cái một deck không đã nhá, deck detail đấy. Ok, đấy thì nó đã có thế này, nó đã có cái learning link này nhỉ. Té từ cái khác nhá test từ cái khác chúng ta sẽ có learn Chinese nếu mà đúng thì đã vào learn Chinese sau 1,5 giây đúng nhỉ ok như vậy là đúng rồi đúng nhỉ Đấy. thì đây này cái deck này là deck thứ hai này đúng nhỉ thì nếu mà mọi người không muốn lấy từ cái row này thì mọi người hoàn toàn có thể lấy cái tiêu đề này mọi người muốn là learn English by deck mấy chẳng hạn đúng nha thì mọi người hoàn toàn có thể lấy là ờ, đây Ví dụ như là ở trong cái phần uh, index của cái deck detail đúng nha Thì ở trong phần callback này chúng ta đây đúng không? Thế như như bình thường của chúng ta chúng ta sẽ lấy thông qua git đúng không? git.round đúng không nhỉ? Thử nhá, xem nó hoạt động không nhá, đúng không nhỉ? Đấy. git.round đúng không? Đấy. Chấm, uh, params đúng không nhỉ? Chấm, uh, .id chẳng hạn đúng không? chẳng chấm đi chẳng hạn. Ok, bây giờ mình thử ra ngoài nhá. Ở đây. Rồi, reload lại thì ở đây nó sẽ báo luôn là lỗi. ơi mình bật cái console lên thì ở đây nó sẽ báo này. Cái lời này zit chấm rao nó đều là undefined bởi vì là ở trong cả sin data này. Nhưng mình đã nói đến là nó hoạt động với cái lần đầu tiên thì nó thì nó chưa có cái zit zit ở đây chính là cái phần dom mà chúng ta hiển thị ra nhưng mà ở phần ở thời điểm này thì nó chưa có nên không thể nào sử dụng zip để mà truy cập được với còn một điều kiện nữa zip ở đây chúng ta đang viết ở trong hàm Đấy, thế nên cũng càng không thể sử dụng được zip được thế nên với cái với cái trường hợp này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng đến thằng stack rồi được nha thì nó là gì thì đầu tiên là mình cứ tạm thời xóa này đi trước đã được chưa xóa thằng đấy trước đã sau đó mới quay trở lại ra quay trở lại à, sao nó vẫn báo lỗi này báo gì đây dít chấm ơ chưa lưu à? à không đọc chủ tính rao của anh đúng không à, dòng index dòng 197 ok mình kiểm tra nhá dòng 197 ừ. index của rao uh, à, đấy đây lại là một cái một cái nữa rất là hay ho à. đấy là code có 154 dòng lỗi báo dòng 197 hay quá. Rồi thì ở đây nó báo là cái rao.param là git rao param Rao.param Rồi à, Do là bị crash App bị crash Thế nên là khi mà mình thay đổi lại nó cũng không hoạt động Đây chuyện bình thường thôi Lại tưởng là Và mình chạy lại thôi Nếu mà app đã crash rồi ấy, thì khi bạn thay đổi thì nó cũng không Nó cũng không Lưu lại được cái giá trị mới của các bạn đâu Nên các bạn phải reload lại nhờ? Rồi ok xong rồi bây giờ mình quay ở đây nhá, mình reload lại này. Rồi. Thì ok lấy được rồi đúng không? Mình quay trở lại Dex đi để mình lấy xem cái con stack nó gồm cái gì đúng không nhỉ? Ok, nó đây rồi. Thì cái con stack của chúng ta nhá thì chúng ta hoàn toàn truy cập được mọi thứ. À, như mình đã nói access để mà request này, nếu mà cần này. Truy cập vào environment có những biến gì này. Có lỗi là gì này. Đấy, đi từ đâu tới này, đi từ round nào tới này. Đấy, có phải là dev không? Tức là môi trường dev không ấy. Đấy, có phải là static không? theo dạng single page không? không luôn, đúng không? À, chúng ta có params để tí chúng ta sử dụng đây rồi, đúng không? params id như vậy là lấy được, đúng không? query cũng thế này, chúng ta có redirect này à, chúng ta có cả route luôn, nếu mà muốn cần, đấy, đúng không? Đấy. thế vậy thì ở đây chúng ta công việc chúng ta cần, đấy là con stack chấm 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 sách nếu mà muốn lấy id của chúng ta chúng ta sẽ có uh, đóng lại trước đã đúng nhỉ uh, constack chấm params đúng không chấm id đấy thì ở đây viết cho nó đúng thì chúng ta sẽ có uh, by uh, dex đúng nhỉ cách ra ok chúng ta viết lại rồi đấy thì như vậy là chúng ta đã lấy được cái params thông qua cái thằng Uh, con stack từ thằng Exynata mà không cần phải lấy từ Kara rồi client tức nghĩa là ở cái thời điểm mà thằng server nó hoạt động ấy thì chúng ta vẫn có thể lấy được, dữ liệu một cách bình thường được nhỉ nhá Đấy. thì mọi người dựa vào từng cái trường hợp thì mọi người sẽ sử dụng thằng con stack này phù hợp nhá thì đây là một trạng ví dụ mà mình thấy là hay gặp thì mình lấy ra thôi được nhỉ còn mọi người có thể sử dụng thằng con stack này một cách uh, thiên thêm biến viện hóa theo cái hướng mọi người được chưa rồi, đấy thì ở video này của mình thì mình muốn đi sâu hơn cho mọi người trong cái thằng XC data nó có cái param có tên là stack đúng nhỉ? Đấy. Thì mọi người ấy, tốt nhất là khi mà dùng đến con stack thì nếu dùng quen rồi thì mình không nói, còn nếu mà à, à, các bạn chưa quen thì các bạn clock cái thằng stack ra, đây như mình này, clock thằng stack ra, sau đấy thì xem xong trong stack thì nó có những cái process nào, có những cái method nào đúng không? để mà sử dụng, được chưa? Đấy. Rất là hữu ích được chưa? Rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau. See you again.